Hello, xin chào tất cả các bác nha. Trước mặt các bác đây là bộ Shure UR4S và đầu là đầu Beta 87C hoặc là đầu Beta 87A, tùy các bác lựa chọn ha. Thì bộ UR này, đây là một trong những dòng cao cấp nhất hiện nay của Shure ha. Giá mới của bộ này thì nó rơi vào tầm khoảng hơn 70 triệu ha các bác. Nó bị giá mới. Bộ này là bộ đơn nha, bộ một tai mic thôi nha các bác, UR4S ha, là bộ đơn, gồm một đầu thu và một tai mic thôi. Thì nếu mà giá mới chính hãng nó cũng hơn 70 triệu ha các bác, đối với bộ này. Còn giá bộ này bên đây hiện tại là 20 triệu các bác ha, 20 triệu nha, Shure UR4S và đầu là đầu Beta 87A hoặc là Beta 87C ha. Mình sẽ xem sơ qua về đầu thu ha. Về đầu thu thì nói chung là còn khá là đẹp nha các bác. Đây ha, em sẽ quay lướt cho các bác xem về mặt trước của đầu thu. Nói chung còn rất là đẹp nha các bác. Đó ha, khoảng 90% các bác đầu thu ha. Đây, trên nắp của đầu thu đây. Đó, không có gì chê chắc về đầu thu ha. Còn tai mic, tai mic cũng tương tự, cũng rất là đẹp nha. Đó, tai mic ha, rất là đẹp nha các bác. Đầu này là đầu Beta 87A này, nó cũng giống như đầu thu tai mic, thì nó đầu 87A cũng rất là đẹp nha. Đó. Nhìn tai mic thế này là các bác có thể an tâm về độ mới của nó ha. Beta 87A. Thì dòng UR này là nó đây các bác. Dòng này sử dụng hai viên pin 2A ha. Pin thông dụng thôi. Shure ha. Model là tai mic thì UR2. Còn model của đồ thu là UR4S. Rồi, tai mic rất đẹp nha các bác, đẹp xuất sắc nha. Tai mic đẹp, đồ thu đẹp. Cổ mic cũng đẹp luôn. Giá cũng nói chung là rất là đẹp á các bác, nếu mà 20 triệu là so ra là giá rẻ đó các bác. Đầu Beta 87C thì giá cũng tương tự ha, cũng 20 triệu ha, tùy vào gu, nghĩa là A thì tiếng nó sáng, còn C thì tiếng nó ấm. Rồi bây giờ em sẽ tắt đầu thu để cho các bác xem phía sau của đầu thu ha. Bộ này thì tất nhiên nó sử dụng điện AutoVolt các bác ha, nên là không lăn tăn về điện. AutoVolt nghĩa là mình xài điện nào cũng được. Đây là mặt sau của đầu thu thì chỉ sơ qua cho các bác xem thôi, chứ còn đầu thu cũng có gì đâu để xem. UR4S. Rồi đầu thu chỉ thế thôi. Phía sau đầu thu đi ha. Nắp này hơi đẹp nha. Giá là 20 triệu bộ này hay các bác. Shure UR4S và đầu là Beta 87A hoặc 87C, giá 20 triệu. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi clip này. Các bác nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ ha. Số điện thoại của em là 0973 813 226. Cảm ơn các bác, xin chào và hẹn gặp lại.